Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Vì sao Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn thoát án Việt Á? Ngày 19 tháng 8, một trang tin quốc tế tiếng Việt loan tin vụ án Việt Á, nguyên Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn được miễn trách nhiệm hình sự. Bản tin dẫn báo nhà nước ngày 19 tháng 8 trích dẫn kết luận điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra C03, Bộ Công an theo đó cựu thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn không bị khởi tố điều tra không bị đề nghị truy tố trách nhiệm hình sự dù có dấu hiệu lợi dụng các chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ hình ảnh bản tin trên afa tiếng việt bản tin cho hay theo kết luận điều tra ông phan quốc việt chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty việt á đã dùng nhiều thủ đoạn để đấu thầu đưa hối lộ gửi quà cảm ơn để chiếm đoạt thành quả nghiên cứu của nhà nước để sản xuất, lưu hành kit test COVID-19 và nâng giá kit xét nghiệm thu lợi bất chính số tiền hơn 1.200 tỷ đồng. Cơ quan điều tra Bộ Công an xác định ông Phan Quốc Việt đã đưa hối lộ cho các quan chức tổng số tiền hơn 106 tỷ đồng, gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 432 tỷ đồng từ hành vi nâng khống giá kit xét nghiệm. Kết luận điều tra của Công an xác định Ông Nguyễn Trường Sơn được nhờ hỗ trợ giảm thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, như không cần hợp hội đồng nghiệm thu, không cần biên bản nghiệm thu giai đoạn 1. Nhưng ông Sơn không đồng ý. Ông Sơn đã ký quyết định cấp số lưu hành tạm thời cho kết xét nghiệm của công ty Việt Á. Sau đó, ông Sơn tiếp tục ký quyết định cấp số đăng ký lưu hành chính thức kết xét nghiệm cho công ty Việt Á. Dựa trên tờ trình của vụ trang thiết bị và công trình, bản tin cho biết ông Sơn khẳng định với công an rằng ông không được hưởng lợi từ Phan Quốc Việt hoặc công ty Việt Á và không có động cơ cá nhân khi ký các quyết định liên quan đến doanh nghiệp này. C03 cho rằng việc ông Sơn ký quyết định cấp số đăng ký lưu hành không phải nhiệm vụ thường xuyên, không thông đồng, thỏa thuận để làm lợi cho công ty Việt Á và không được hưởng lợi, không có động cơ vụ lợi hoặc động cơ cá nhân. Hình ảnh nguyên thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn. Bản tin cho biết thêm, trước đó tại họp báo hôm 16 tháng 8 về kỳ họp thứ 24 của Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng, ông Nguyễn Văn Yên, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương nói với báo chí rằng ban chỉ đạo trung ương đã có chủ trương chỉ đạo phân loại xử lý đối tượng một cách khoa học và cũng rất nhân văn nhân ái nhưng không kém phần nghiêm khắc theo ông yên nhóm thứ yếu sẽ được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự vì là nhóm phải thực hiện theo mệnh lệnh đặc biệt họ không có động cơ vụ lợi và không được hưởng lợi họ ở tuyến đầu chống dịch và vi phạm chủ yếu thì ở trong hoạt động đấu thầu vụ án việt á là một vụ điển hình về tham nhũng có hệ thống đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại công ty việt á cdc các tỉnh bộ khoa học và công nghệ bộ y tế các đơn vị địa phương liên quan kết luận của cơ quan điều tra về trường hợp của ông nguyễn trường sơn thứ trưởng bộ y tế gây ra nhiều nghi vấn trong dư luận xã hội bởi tại việt nam khi đã có dấu hiệu lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ nhưng lại không tư lợi, không nhận hối lộ thì chắc chỉ có trẻ con lên ba mới tin. Rất nhiều thắc mắc và câu hỏi được đặt ra với trường hợp này. Phải chăng đây là kết quả của việc chạy án? Phải chăng có những thỏa thuận nào đó đằng sau hậu trường khi mà ông Nguyễn Trường Sơn đã nhanh chóng từ chức ngay khi vụ án bị khởi tố? Phải chăng có ô dù nào đó rất rất lớn đang che đỡ cho ông Sơn? Hơn nữa, cho dù ông Nguyễn Trường Sơn thực sự không nhận hối lộ, thì ông vẫn phải chịu trách nhiệm về những chữ ký gây ra thiệt hại cho nhà nước và xã hội của ông và tất nhiên đây là trách nhiệm hình sự chỉ có những người tham gia điều tra và những người trong cuộc mới có được câu trả lời chính xác quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo Chấm D với bản tin vì sao thứ trưởng bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn thoát án việt á Việt Á chỉ là công cụ cho các ông trùm để mọi tiền ngân sách và hút máu dân. Ngày 18 tháng 8 trên Facebook cá nhân của tiến sĩ Chu Mộng Long có bài Báo công an nói ngược, bắt con Phan Quốc Việt mua được các ông trùm. Tác giả dẫn tường thuật của báo công an cho biết Phan Quốc Việt mua Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thành Long và các bị can trong vụ đại án như thế nào. Tác giả khẳng định đó là cách nói ngược phải nói chính các ông Trùm, lãnh đạo ngành y và các bộ ngành liên quan đã bán cho Việt Á xương máu của nhân dân suốt hơn 10 năm để ăn chia hàng ngàn tỷ đồng. Hình ảnh status trên trang cá nhân của tiến sĩ Chu Mộng Long. Tác giả dẫn kết quả điều tra từ báo công an về số tiền chi chát của các quan chức như sau. Phạm Quốc Việt đã đưa tổng số tiền 3,45 triệu USD và 4 tỷ đồng cho một số bị can như Nguyễn Văn Trịnh, cán bộ văn phòng chính phủ 200.000 USD. Chu Ngọc Anh, nguyên bộ trưởng bộ khoa học công nghệ 200.000 USD. Phạm Công Tạc, thứ trưởng bộ khoa học công nghệ 50.000 USD. Trịnh Thanh Hùng, phó vụ trưởng vụ khoa học công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật 350.000 USD. Nguyễn Thanh Long, bộ trưởng bộ y tế 2,25 triệu USD. Nguyễn Huỳnh, nguyên thư ký Nguyễn Thanh Long 4 tỷ đồng Nguyễn Minh Tuấn, nguyên vụ trưởng vụ trang thiết bị và công trình y tế Bộ Y tế 300.000 USD. Nguyễn Nam Liên, vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính Bộ Y tế 100.000 USD. Tác giả cho biết báo tuổi trẻ từng khai thác bí ẩn dòng tiền ngàn tỷ ở công ty Việt Á trong suốt 10 năm. Từ khi thành lập năm 2007 đến năm 2017, cụ thể chỉ trong vòng 10 năm, từ vốn đăng ký thành lập doanh nghiệp 80 triệu đồng, Việt Á đã nhảy vọt lên số vốn 1.000 tỷ đồng. Tác giả lược trích hai vấn đề được đặt ra trong bài báo của tuổi trẻ. Thứ nhất, ông Phan Quốc Việt, tổng giám đốc, người đại diện pháp luật công ty Việt Á giữ 10,2% cổ phần công ty. Ông Đồng Sĩ Huy giữ 5% cổ phần. Bà Hồ Thị Thanh Thủy giữ 4,8% cổ phần. Tổng cả ba chỉ sở hữu 20%. Tác giả đặt câu hỏi, suốt 10 năm, không thay đổi cổ đông, Vậy còn lại 80% do ai sở hữu hoặc ai đã bơm tiền cho Việt Á? Hình ảnh oát con Phan Quốc Việt, tổng giám đốc công ty Việt Á nhưng chỉ giữ hơn 10% cổ phần công ty. Thứ hai, trước khi sản xuất và tiêu thụ kit xét nghiệm COVID-19 made in Việt Nam, công ty Việt Á cũng được Bộ Y tế cấp phép sản xuất 15 kit thử, trong đó có các bệnh lao, viêm gan A, viêm gan B, Ngoài ra, công ty Việt Á cũng trúng nhiều gói thầu tại các bệnh viện lớn trên cả nước như gói thầu cung ứng hóa chất năm 2016-2017 cho Bệnh viện Quân y 175, gói thầu cung cấp hóa chất vật tư tiêu hao theo máy và vật tư tiêu hao phục vụ hoạt động xét nghiệm tại Bệnh viện Bạch Mai. Tác giả bình luận thông tin sau có thể trả lời cho câu hỏi trước rằng phải chăng 80% vốn Việt Á có được chỉ là hớt ván từ trò môi ruột ngân sách và hút máu người bệnh của lãnh đạo ngành y. Tác giả nhận xét vụ test kit Covid chỉ là sự bại lộ bề nổi trong một lát cắt làm ăn giữa lãnh đạo ngành y với Việt Á. Phần ngầm trong 10 năm làm ăn với lợi nhuận nghìn tỷ. Chỉ tính từ phía Việt Á liệu có được phơi bày để tìm thấy sự thật rằng nếu Việt Á lợi ngàn tỷ thì các quan đớp và táp được bao nhiêu lần từ ngân sách và xương máu của người bệnh tác giả nhận định nói việt á đã mua các quan chức nhà nước lao oan cho việt á các ông trùm từ các bộ ngành từ y tế khoa học công nghệ đến quốc phòng mang hàm giáo sư tiến sĩ tướng tá mà như là động vật để bị mua bán hay sao đó là chưa kể cả một hệ thống truyền thông từ tạp chí tuyên giáo báo nhân dân đài truyền hình quốc gia tuyên truyền quảng bá cho Việt Á cũng đều là động vật được Việt Á nuôi để làm xiếc để hót. Tác giả khẳng định, ốc con phan quốc Việt chỉ là một thứ công cụ để các ông trùm, từ trùm to đến trùm nhỏ, mồi ngân sách và hút máu nhân dân, ăn cả xác chết của người bệnh. Không nên nói ngược để giảm tội cho bọn quỷ trong cái động quỷ mang danh nhân đạo này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đê với bản tin Việt Á chỉ là công cụ cho các ông trùm để mồi tiền ngân sách và hút máu dần. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm đê để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo chấm đê